chị, Big Fat cũng tới rạp chiếu phim thôi. Chúng ta sẽ thông báo cho mọi người một bất ngờ lớn ở đó. À, đừng có quên em mà. À, đương nhiên là Lily đi thôi nào. Yeah. Dạ, em là Cici và đây là Mimi. Tụi em sẽ thông báo một bất ngờ lớn với chị. Dạ, đúng rồi ạ. À. Ở bên đây đi ạ. Dạ, vâng, xin mời. À, mọi người đây rồi. Ơ, mọi người cũng ở đây nữa hả? Đương nhiên rồi, tụi mình cũng muốn biết bất ngờ lớn của mọi người sắp thông báo là gì nữa mà. Chắc là sắp rồi đó. À, bắt đầu rồi nè. Mọi người có muốn biết bí mật mà tụi mình sắp chuẩn bị với các bạn là gì không? Đó chính là một giveaway mừng 200.000 người đăng ký đó nha. Ơ, mà bây giờ làm sao để thắng đây? Các bạn làm theo 3 bước này nha. Bước đầu tiên, các bạn hãy theo dõi Instagram MimiCC's. Và bước thứ hai, các bạn hãy theo dõi kênh MimiCC Channel. Và bước thứ ba, các bạn phải trả lời câu hỏi này. Các bạn đang xem thương hiệu mới của tụi mình sẽ về cái gì? A. Quần áo. B. Slime. C. Túi vải thun. Sau khi lựa chọn câu trả lời của các bạn thì các bạn hãy bình luận đáp án, email của mình và cho mình biết là các bạn đã hoàn thành hết 3 bước này nha. 3 người đoán đúng may mắn ngẫu nhiên thắng sẽ được nhận quà là những người đầu tiên có sản phẩm mới của tụi mình luôn đó. Ê, nhưng mà tụi mình sẽ kiểm tra đó nha. Không có được ăn gian nha. Chúc các bạn may mắn nha. Trời ơi, mình phải cần đăng ký ngay mới được. Mình muốn thắng, muốn thắng. Ơ, mình thắng là quần áo phải không? Không, mình nghĩ rằng là chắc là slime đó. Ủa, nhưng mà khi nào bạn thông báo người thắng cuộc với lại là hạn chót tham gia là ngày bao nhiêu vậy? Mình sẽ chốt sổ vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật tuần này và ngày 4 tháng 2.